Đầu tiên thì chị gửi lời chào đến khán giả nói chung hơn chị, và sau đó chị giới thiệu giùm em một chút cái vai trò của chị trong cái dự án điện ảnh này. Ok, xin chào quý vị khán giả. Thì hôm nay thì Quỳnh Chi rất là vui bởi vì có một cái sự kiện để mà gặp gỡ tất cả quý vị, đó là đứng ở vai trò là nhà sản xuất của một dự án điện ảnh. Thì dự án điện ảnh sắp tới mà Quỳnh Chi sẽ tham gia sản xuất tên là Nhân Duyên, Anh Mãi Bên Em, một sản phẩm sẽ được thay ngén bởi đạo diễn Lúc Vân. Vì sao chị lại quyết định thực ra là đến với vai trò là nhà sản xuất là một cái cơ duyên rất là lớn. Nó đến từ niềm đam mê điện ảnh có từ rất là lâu của Chi, và quan trọng nhất vẫn là cái niềm đam mê nghệ thuật. Chi đã ở trong thị trường nghệ thuật của Việt Nam thì tính đến năm 2019 thì là đã là 10 năm rồi. 10 năm đó thì Chi đã trải qua rất là nhiều vai trò. Thì đây là một cái cơ duyên để mình xuất hiện ở một vai trò mới. Và cái vai trò này khiến cho mình hứng thú nhiều nhất, bởi vì nó khó nhất và cũng đòi hỏi nhiều cái sự, nói chung là rất là nhiều yếu tố. Thì Chi đang thực sự rất là hứng khởi với lại vai trò mới này, và mong rằng mình sẽ làm tốt cũng như là được mọi người ủng hộ. Thì điều gì là làm chị thu hút nhất trong bộ phim này? Chắc là dàn diễn viên. Chi đang rất nôn nóng được công bố đến tất cả mọi người những gương mặt diễn viên mà Chi đã phải nói là rất là khó khăn để mà thuyết phục họ đi cùng với mình trong dự án này. Bên cạnh này, dàn diễn viên thì còn là cái câu chuyện phim, nó cũng có rất là nhiều yếu tố mà Chi nghĩ là ấn tượng, bởi vì lần đầu tiên mà phim Việt khai thác. Và thứ ba là Chi cũng đang rất là tự tin về ekip mà mình đã tập hợp được, cũng như là họ đã đồng ý đồng hành cùng với Chi. Nói chung là có rất là nhiều yếu tố mà Chi muốn sẽ được bật mí trong họp báo ngày hôm nay. Chị bật mí luôn tên diễn viên với lại nội dung chị, để tụi em đã sống sau đây. Nó cũng đáng lẽ là để cho mọi người bất ngờ, nhưng mà thôi đứng đây rồi thì lỡ nói luôn ha. Hai diễn viên chính sẽ tham gia dự án do Quỳnh Chi sản xuất năm nay, đó là diễn viên Miyu và diễn viên và ca sĩ Trịnh Thăng Bình, thì lát nữa đây cũng sẽ xuất hiện trong họp báo. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Buka, Lâm Vĩ Dạ, Anh Tú và hai gương mặt trẻ, đó là Lưu Anh và Vi Sụ. Còn về nội dung phim, nội dung phim sẽ là một câu chuyện về duyên âm. Không biết là mọi người có nghe về cụm từ này chưa? Không biết là mọi người có nghe về cái cụm từ này chưa? Đó là việc mà người trong dân gian á, họ thường có nói về một cái điều là có những cái mối nhân duyên mà đi cùng với nhau qua nhiều kiếp người. Tức là hai người đó giống như là định mệnh vậy đó. Trời sắp đặt là một đôi thì họ có đầu thai, họ có đi qua những cái khoảng thời gian khác nhau, thì họ vẫn tìm đến nhau và vẫn yêu nhau ở một cái phương diện nào đó. Thì trong cái bộ phim này thì cái người nam sẽ có một cái điều đặc biệt khiến cho anh ta không có được một cái tình yêu trọn vẹn với người nữ của mình. Thì là một câu chuyện về tình yêu thì chắc chắn là sẽ không thiếu được những cảnh lãng mạn, sẽ không thiếu được cả nước mắt. Và cái điều mà ekip bộ phim đặt ra cho mình đó là phải làm sao cho khán giả xem phim có thể cảm thấy muốn yêu sau khi xem phim, cảm thấy tình yêu thật đẹp và tin vào tình yêu mãi mãi. Kinh phí sản xuất của bộ phim này thì Quỳnh Chi nghĩ rằng nó sẽ không thể nào mà khó có thể là thấp được. Tại vì đây là một bộ phim mà tụi Chi đầu tư rất là chỉnh chu, ngay cả dàn diễn viên là đã tốn một khoản tiền rất là lớn rồi để có thể có được những gương mặt mà có thể nói là đang hot nhất ở thị trường hiện nay. Và bên cạnh đó, đây cũng là bộ phim đòi hỏi rất là nhiều 3D kỹ xảo, bởi vì nó sẽ hơi có một chút xíu yếu tố lưu trai trong đó, nên là cái con số Chi nghĩ là nó cũng sẽ khá là lớn và cũng là một cái áp lực rất là lớn với Chi. Nhưng mà còn để mà công bố thì sẽ công bố ở một thời điểm thích hợp hơn, chứ phải là bây giờ. Thì chị là bỏ tiền ra hết hay là có một cái đơn vị đồng hành? Chắc chắn là một bộ phim mà được đầu tư nhiều như thế thì sẽ là một cái mối rủi ro rất là lớn khi mà Quỳnh Chi bỏ tiền cá nhân ra hết, nên là sẽ có không chỉ một mình Quỳnh Chi. Ngày hôm nay Quỳnh Chi cũng giới thiệu hai đối tác sẽ đi cùng với mình, đó là Yo TV và Mowa Entertainment, sẽ là những đơn vị đầu tiên. Có thể là chưa hết, sẽ còn những đối tác khác sẽ đi cùng với mình nữa, bởi vì đây sẽ là một dự án cần đầu tư rất là lớn. Đây cũng là dự án mà Chi nghĩ rằng mình sẽ chi tiên phong trong những bộ phim điện ảnh, đó là sẽ chi tiền về PR, về marketing sẽ nhiều hơn những dự án thông thường, bởi vì Chi mong muốn là sẽ có thật nhiều khán giả có thể biết đến bộ phim và đến xem bộ phim này. Bộ phim này sẽ có quay ở Sài Gòn và bên cạnh đó là sẽ quay ở một tỉnh thành của Việt Nam. Nhưng mà là ở đâu thì Quỳnh Chi chưa có lên plan cụ thể. Dạ, nên mọi người xem phim sẽ thấy, nhưng chắc chắn là sẽ có những cái cảnh về có cả cổ trang trong đó nữa. Dạ, vì sao chị lại quyết định là chọn Miyu và Trịnh Thăng Bình?
Đây là hai gương mặt mà chị nghĩ rằng sẽ đều được tất cả quý vị khán giả yêu mến, bởi vì họ là những người, Miyu là một diễn viên thực lực, còn Trịnh Thanh Bình là một ca sĩ thực lực. Và việc hai người tài năng như vậy cùng sóng đôi lần đầu tiên trong dự án, một dự án phim điện ảnh, sẽ là một điều chị tin chắc rằng khán giả sẽ rất là mong đợi. Quan trọng nữa đó là khi mà mình làm việc với người chuyên nghiệp thì tâm lý mình làm sẽ rất là thoải mái. Tức là khi mà mình đã tin và mình giao cho họ thì mình tin rằng họ sẽ dành cho mình cái sự hỗ trợ tối đa và sẽ giúp cho dự án của mình trước mắt là về phần diễn xuất là mình sẽ yên tâm. Mình chỉ còn lo lại những phần còn lại, ví dụ như là marketing như thế nào, tìm cái điểm đặc biệt cho bộ phim ra làm sao. Thực ra thì từ họp báo lần này thì thực sự là chị cũng không muốn là nói về vấn đề cá nhân nhiều nữa, mà chị chỉ muốn tập trung tất cả những thông tin về dự án mà thôi. Vì chị nghĩ rằng thời gian trước đây chị cũng đã có một thời gian chia sẻ về chuyện cá nhân rất là nhiều rồi. Chị chỉ có thể nói ngắn gọn là ngày hôm nay chị cũng đã nhận được lời chúc của con trai chị từ bên Mỹ là chúc mẹ sẽ thật là thành công với dự án đầu tiên. Thông điệp mà Quỳnh Chi muốn gửi đến tất cả quý vị thông qua dự án phim này đó là Chi cùng với những người bạn của mình, những người trẻ, chúng tôi tin vào tình yêu mãi mãi, chúng tôi tin vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, và chúng tôi mong muốn là làm cho những khán giả đến với phim của mình sẽ cũng thêm yêu thực cuộc sống và tin vào tình yêu như chúng tôi. Cảm ơn mọi người.